trước mình cũng lắp, nó mình lắp cũng khoảng 2 năm ngoài rồi. Bây giờ nó bị tình trạng là xịt phốt, đi vô mình thay phốt anh em. Thì chủ nhà có nhu cầu xài nước nhiều, cho nên là yêu cầu mình là kiếm cái máy nào đó công suất lớn hơn, thổi bù trừ với chủ nhà là cho chủ nhà xài nước nó mạnh nha anh em. Thì mình về mình mới lấy cái con này đi. Đó, thì cái giếng này là cái giếng vuông chính anh em. Cái giếng này là cái giếng vuông chính hồi xưa, cho nên là nước nó cũng không có được đạt hơn là cái giếng bây giờ nha. Thì hồi xưa mình đóng lượt ít á, với lại mà lượt hồi xưa lượt nó không có bằng lượt bây giờ sạch được khoan. Cho nên là nước nó cũng không có được đạt như cái giếng bây giờ thì mình có xử lý là mình xử lý cái máy bơm thôi. Chủ nhà cũng điều kiện để chủ nhà xài, còn nếu mà không thì chủ nhà khoan giếng mới anh em. Tại vì bây giờ chủ nhà chịu đầu tư máy bơm để mà nước mạnh, nói chung cái cũ thì xài vẫn được anh em, xài vẫn được, nhưng mà tại chủ nhà thích thì chủ nhà đổi thôi chứ mình biết sao giờ. Thì cái con cũ hiện tại hồi nãy mình vô là mình cắt về rồi thì bây giờ mình đem mấy con khác cho mình lắp. Thì cái cây nước này lúc trước mình cũng có quay cho anh em xem rồi đó, nó tung ra nước cũng ok, cũng đạt lắm. Mà chủ nhà thích lớn hơn thì mình lắp lớn hơn thôi. Mệt quá, đuối ngồi. Con này là cái đầu lên nó bị ấy, nó bị xéo không bền. Má nặng dữ hơn con này. Con này là hai đầu khí nhôm anh này. Nhôm nha, tản nhiệt nó ok hơn. Con này lúc trước mình quay cho anh em xem nè. Thì hiện tại thì mình cũng có cắt máy bơm đem về. Giờ đổi thôi con này cho nó công suất lớn cho chủ nhà xài, tại vì chủ nhà yêu cầu á. Giếng này giếng 49 hồi xưa nè. 49 hồi xưa thì nó cũng không có đạt nước như cái giếng bây giờ khoan nha. Tại vì bây giờ khoan á là người ta xài lượt khoan á, lượt khoan lỗ nhỏ 6 ly 8 ly á cho nước nó mạnh. Giếng hồi xưa mình xài lượt gọi là lượt zin của nó thì nước nó yếu hơn. Cái này đợt trước mình quay lên mình rút cho anh em xem nè. Con này tính ra nó hơn con đằng quần cầu. Đằng quần cầu cái đầu hồi nó đâu có được ngư gửi tấc 35, còn này đầu hồi nó tấc 45 là hơn là bằng ngư gửi. Nhu cầu xài nước nhiều chủ nhà yêu cầu nha anh em, chứ ngoài mình tự ý mình đổi nha. Máy bơm này thì lắp 2 năm ngoài thì chỉ bị xì phốt thôi. Giờ mình vô thay phốt thì chủ nhà yêu cầu mình kiếm máy nào lớn hơn, công suất lớn hơn á, đổi bù trừ. Mệt quại cả ngày. Mặn anh em ơi, nó mặn ăn ngọt không? Con nghiên cứu gắn được cái lượt 60 không? Bỏ lượt kia cho nó đường hồi nó ok tí. Đạp đầu lớn. Điện ra không bỏ hỏm đó mới đủ không á. Lấy đồng hồ lampe đi theo à. Mà phim được không? Đường ống âm đẳng không biết có bị gì không. May ra mạnh quá trời luôn mà lại đẳng nó cũng hiểu. Bỏ áp luôn không anh? Nghiên cứu có cách nào bỏ áp đi. Tại tấm heo là đẳng nó nén lại, sợ bỏ áp. Rồi đẳng nó yếu.
bỏ phá áp ở đây là đẳng nén lại mạnh. Có nghiên cứu bỏ được không? Hả? Có nghiên cứu bỏ phá áp được không? Lên rồi sao? Chỗ nào thải lên quá áp chứ. Thì chỗ tấm heo mình bỏ thôi. Đường gas thôi hả? Đường hút lên hả? Hất bỏ đầu luôn, lắp một khác vô cho nó dễ. Cắt bỏ cái đầu ra luôn. Mặn bị xấu chứ ta. Mặn ngon quá trời luôn, bị xấu. Ây da. Đấy, giờ này đói bụng rồi. Ừ, câu là lơ hết chứ. Đường này nằm ngang rồi. Ừ, trâu không à. Mày dẫn đi. Dẫn vô xì đổ thừa em sao? Nữa. Anh dẫn. Tức kêu vô. Tức kêu ai sám, tức kêu không? À biết anh. Cỏ chét, răng bán quá trời. Mấy cái răng lên bộ không ấy hả? Đinh motor đi muốn ẻ luôn, cứ lấy răng. Hắn hung quả làm gì à? Hung à? Tưới lại đẳng á, tưới vô cái nước á. Quả mình lấy cái ống này mình câu lại đẳng cho bả tấm heo. Gợi ngoài luôn, đi gợi ngoài luôn. Khỏi có vô đường ống đó nữa, ừ. Một đường một riêng tấm heo thôi. Đặt nó khóa chỗ này luôn. Khóa đẳng. Nãy giờ vô quá áo rồi đẳng nó yếu lắm. Hả? Nó qua phá áp đi đẳng yếu. Chạy đi ha. Lắc lên ống này ha. Lên ống này đi đẳng. Thử không nói. Ừ. Con ống đẳng còn dài không? Cho thiếu rồi cho ông mua đi thêm. Mua thêm tự không câu. Coi sao miếng bắt được thì khỏi rồi. Được thôi. Rồi. Nhưng mà không có hóa áp nó mạnh dữ lắm. Lại đầu nén nữa, không có hóa áp nữa, trên lọt nhau khoảng chừng 6-4 vậy đó, nó trên lọt cỡ vậy đó. Đó này sao? Giờ để máy lên coi sao? Ngay luôn á. Nè. Ngay để luôn. Gọi lưới. Bỏ lại, để lại. Để lại nó vậy luôn á. Bởi vậy anh nói bà Sáu bà không chịu gắn hóa áp đó. Giống như nó yếu dữ thận lắm. Ra đầu nén nén không được. Nén nén xịu à. Không có hóa áp nó vậy đó. Đi xa. Của này còn đâu? Nè. Ủa quạt nữa hả? Quạt nữa.
hư cái xe rồi. Mua đại đầu khác đi chạy. 1,2,3 dư là cũng đụng đó. 1,4 cái đầu ổng ra cái đầu thứ đợt đó mình xài á bền đó. Ừ, 1,4. 1,2 đầu này. Từ cái gì đó đi công quốc cái gà đó. Này gì quốc 1,4 quốc đầu kia xài. Không có vậy. Lấy gần miếng này. Lấy gần miếng vừa luôn. Đây. Canh cái đường kia cắt luôn cái đường hút nè. Canh cái đường hồi nó ngay luôn nè. Dùm. Ừ, mình cắt luôn cái đường hút nó ngay luôn. Khỏi nó hút. Đụng nó không? Không đụng không? Không. Nghe chưa? Rồi. Tí à. Rồi. Cái kiếm gạch này chút. Để trồng trồng gì này ừ. Cắt cái này ra, cắt cái cây đứng luôn này luôn rồi nới lên nó lộ ra được khỏi con nắp hả? Không khỏi con nắp, mấy chỗ này ra không thử đi. Dán cái đường hồi vô. Nè để đây mà. Để đây nè. Kìa chỗ cái kèm kìa. Đúng không? Không. Không. Cái ấy 30 ba rồi không? Còn không? Cái đó sạc được 50 không? Cái gì? Cục sạc bình đó. 12V á. Ừ. Cục sạc đó nó quấn sạc 100 ampere mà.
nhiêu ạ? 600. Hai vót con số hả? Không, một vót cậu. Không biết ông câu vót gì không biết. Đó, 600. Giá chịu lấy giá. Cục đó bán bèo lắm, cũng phải 800. Nhà lúc này vô đi. Ở kia. Ra vô gì không mà đút cái này vô trước rồi trời. Cái gì? Cái này nè, ra vô gì không mà đút cái đó vô trước à. Trước sau cũng nói à. Trời ơi. Mấy ống mà bung bung. Chục cái nói à. Đúng rồi. Đúng rồi còn gì nữa. Cát. Anh đo anh cát. Trên chút nó đút cái kia vô. Để cái tay vô coi. Đánh là hơi trước cho. Nè. Rồi. Độ cao nè. Cắt mẹ nó chịu hao trước đi. Chịu hao nè. Nó chèo đi nó chưa. Ừ.
mắt lại không? Dạ. Thử ơi, thử cái kia trước đi, hai cái mắt. Hơi dán trước để nó không chết nè. Cái con đó là gì? À, khỏi. Cho thử ra ngoài đây, con bẫy ngoài. Đây luôn hả? Ừ. Mà trước sau anh cũng phải gắn khóa áp à. Đừng ra à. Nó trọng loại xịt heo đó. Ủa đáng cắt dài để trọng anh lên luôn. Ừ. Nó khóa áp xị bên đây. Xị. Chỗ nào giảm không? Tôi 27 không? Thử cái đó là gì? Ừ. Nó mạnh lắm. Cho nó ra như vậy anh cũng phải xài khóa áp à, có là đặng tấm heo làm sao. Kia đây gục bình như vậy. Dạ. Hết được bình chưa? Rồi. Nó hết hồn chứ, cái nó bung chứ. Chưa đủ nước. Nó còn ngập hơi. Nó tiêu. Nhiều găng bà tư rồi. Này đáng lẽ đút vô đầu nén mạnh lắm á. Anh em xử lý ok chân đó. Giờ là mình đi ống gậy đi nắng tấm heo luôn, là không xài khóa áp nha. Cả nhà xài khóa áp tại vì mấy anh em nén lại tấm heo á, mà mấy anh em qua khóa áp là giảm, nói chung là lượng nước ra đầu nén là giảm là gần phân nửa anh em. Gần phân nửa cho nên nước nó không có mạnh được. Giờ mình bỏ khóa áp nhưng mà lại đầu nén nắng mình nén lại là nước nó rất là mạnh luôn. Khóa áp này là mình xài nước sinh hoạt gia đình. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình tưới cây tưới rẫy đi ở ngoài á. Còn chỉ riêng đường tấm heo là mình không xài khóa áp thôi.